Cái ông này ông đứng phía sau mình nè. Mình nãy nãy mình chỉnh cái độ cần cho bị ngược rồi. Đó, các bạn thấy là ông này ông đang đứng phía trước mình đúng không? Thì cái giọng nhân vật này khi mà ông sẽ nói thì ông sẽ nói ở chiếc loa center này. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ cái video ngày hôm nay thì Vũ sẽ có một số cái chia sẻ về cho những khách hàng mà chúng ta đang có những cái thiết bị âm thanh ở nhà, nhất là cái hệ thống xem phim. Và Vũ sẽ bày ra cho mọi người một số cái để chúng ta khai thác hết những cái sản phẩm, những cái sản phẩm giải trí mà chúng ta chưa khai thác hết. Thì một video hôm nay là một video điển hình cho mọi người, ví dụ như là mình sẽ cho khách hàng trải nghiệm chơi game và hướng dẫn mọi người cách thao tác cũng như là chọn game như thế nào, là chúng ta chơi với một cái hiệu ứng âm thanh nó chân thật nhất có thể mà chúng ta có thể khai thác hết cái hệ thống âm thanh xem phim của mình. Mà hầu như những cái video này thì hầu như là ít, rất là ít người chia sẻ trên mạng. Mọi người thì mong là video này sẽ giúp cho những các bạn sẽ biết ra, biết rộng hơn về cái lĩnh vực chơi game cũng như là về thiết bị âm thanh mà chúng ta đang có nha. Thì bây giờ thì các bạn thấy là trước mặt các bạn đây thì là một cái hệ phòng xem phim demo tại Thiên Vũ Audio. Thì bây giờ á, các bạn thấy ở đây là một cái màn hình. Hiện tại mình đã đang và kết nối với lại cái máy PlayStation của mình. Hiện tại PlayStation mình là mình B4 nha mọi người ha. Thì chia sẻ mọi người là cái máy này của Vũ chơi ở nhà, nhưng mà hôm nay mình quay một video này để hướng dẫn nên đem lên đây cho mọi người trải nghiệm. Thì vì ở nhà Vũ cũng có một hệ thống xem phim riêng của mình. Tại vì mình thì làm karaoke cũng khá là nhiều, nhưng mà trên thực tế cái mà mình dùng ở nhà nhất là mỗi người có một cái đam mê riêng mà. Thì Vũ thì thích là rất là thích công nghệ. Thứ hai là xem phim, đó là hai cái, dù là xem phim mới làm trong thời gian gần đây khoảng tầm vài tháng nên thôi, nhưng mà đã làm rất là nhiều phòng cho khách hàng và làm cho khách hàng rất là happy. Đó, hôm nay mình sẽ bày thêm cho mọi người và khách hàng. Thì ngày trước những cái game các bạn đa phần chơi chỉ có hai kênh thôi. Thì hiện tại bây giờ những cái công nghệ mà về âm thanh, những cái chiếc amply mà âm thanh mà 5.1, 5.2 hay là 7.1 gì đó thì nó rất là nhiều thứ, thì mọi người có thể khai thác hết được. Ngoài việc chúng ta xem phim ra thì chúng ta có thể tích hợp những cái thiết bị ngoại vi khác, thì cái máy PlayStation cũng là một trong những thiết bị ngoại vi để mọi người có thể các bạn có thể kết nối với cái hệ thống xem phim mình, và chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm chơi game nó khác và nó đặc biệt hơn so với những cái chơi game bình thường. Đó là vì cái một số game hiện nay là ở trên thế giới họ đã tích hợp những cái định dạng như là Dolby hay là những cái rất là nhiều định dạng hỗ trợ cho những hệ thống xem phim để tăng cường cho cái việc mà mọi người trải nghiệm xem phim mà 360 hay là VR đồ này nọ, trải nghiệm nó sẽ chân thật nhất. Mình giống như giả lập cho mình là một cái nhân vật ở trong cái game đó thì rất hay. Đó thì ngày trước á, thì chúng ta kết nối hơi rầm rà, nhưng mà còn bây giờ á, thì những các hãng lớn, những hãng công nghệ về âm ly âm thanh mọi thứ á, họ đều đã thông nhau với nhau hết rồi, nên bây giờ á, mình sẽ hướng dẫn mọi người các cách kết nối. Ok, thì đầu tiên là máy PlayStation, đây là máy PS4 và mình chỉ cần duy nhất kết nối một cái ngõ HDMI qua một chiếc amply receiver. Tạm thời mình sẽ ví dụ là con amply Atom 740 này. Đây, con này cũng khá là cao cấp ha. Và ở trên đây mình thì các bạn có thể ứng dụng cho những amply đời nông vẫn được, tức là amply Yamaha cũng được. Nói chung là chỉ miễn là cái nguồn game cũng như là thiết bị đó có hỗ trợ thì tất cả cái con receiver ở đây nó sẽ hỗ trợ giải mã một cách tự động hoàn toàn hết. Ngoài cái việc á, các bạn ví dụ như mình đây ví dụ đi, cái amply mình đang tắt ở chế độ ngủ đông và cái máy PlayStation mình cũng đang ở chế độ tắt, thì khi mà mình chỉ cần mình bấm nút nguồn của máy PlayStation thôi lên thì mặc định cái amply này nó cũng sẽ lên tín hiệu âm thanh luôn, mà chúng ta không cần phải thao tác cân chỉnh gì quá nhiều, nó rất là gọn, rất là dễ xài cho mọi người nha. Đó, rồi về âm thanh cũng vậy nè, rồi về cái volume cũng vậy. Thì những cái bộ ví dụ như những cái game mà chỉ hỗ trợ hai kênh thì các bạn sẽ thấy nó hiển thị rất là đơn giản, nhưng mà cái game mình đang demo ở đây là cái game Fast Ray nè, Last Edition nè. Thì đây là một cái game bắn súng, một cái game bắn súng mà nó có hỗ trợ định dạng. Đây, thì các bạn thấy khi mà mình kết nối vào game thì ở trên màn hình LED ở đây nó sẽ hiển thị là Dolby Surround, đúng chưa các bạn? Để các bạn có thể zoom cận cảnh cho mọi người xem nha. Đấy, Dolby Surround các bạn thấy chưa? Đó, thấy chưa? Thì thật ra là cái game, do là cái game này nó hỗ trợ nên mình chỉ cần cắm vào thôi. Ngoài ra thì Vũ còn chơi luôn cả như là cái 3D như thế này, đấy, VR như thế này, thì nó sẽ giúp cho mình khi mà chúng ta có hệ thống xem phim này nè, chúng ta đeo vào, chúng ta trải nghiệm chơi game, chúng ta đi cảnh trong đó, trong nhân vật á,
là chúng ta rất là thật. Từ tại vì sao các bạn, tại sao biết cái sự khác biệt mà giữa cái game mà chơi tiếng động bình thường và những cái chơi game mà trên hệ thống xem phim nó khác nhau không? Tại vì nó hỗ trợ những giải mã 5.1 thì những cái nhân vật, những cái tiếng súng ở phía sau, hay là những cái kêu gọi, hay những cái bước chân, hay là những hạt mưa, hay là một rớt đồ nào phía sau thì chúng ta sẽ cảm nhận được, thì chúng ta có thể xoay ra phía sau chúng ta thấy có ai đó. Thì thật ra để chơi game, thật ra một cái hiệu ứng âm thanh như thế này nè, ví dụ những bạn mà chơi game chuyên nghiệp á, chúng ta sẽ biết được là cái đối thủ địch mình đang ở đâu, đi dập xuống sau. Tại vì chơi game 360 này nó cần, rất là cần quan trọng đó, để chúng ta tránh trường hợp là chúng ta bị bắn sau lưng, ví dụ vậy. Tại vì cái bộ này Vũ đang chơi ở nhà, nó cũng sẽ là một cái yếu tố để giúp Vũ qua được cái màn đó. Màn rất là khó, thì để chúng ta giữ được cái yếu tố đó, để chúng ta qua được cái màn rất là dễ. Vì nó tạo ngoài việc là hình ảnh, nên nó sẽ còn có cả âm thanh luôn. Chúng ta sẽ biết địch đang đứng ở đâu và chúng ta quay về đứng, tránh trường hợp chúng ta bị bắn, ví dụ vậy. Đó, Vũ ví dụ vậy thôi. Nên là cái hệ thống âm thanh mà 5.1 với giúp cho mọi người trải nghiệm rất là tốt nha mọi người ha. Còn cái tai nghe đi kèm theo những VR nè, thật ra nó chỉ hỗ trợ các bạn hai kênh thôi. Các bạn rất là khó nghe được cái định hướng âm, tại vì nó chỉ có hai bên thôi. Thật ra cái định hướng âm các bạn sẽ không xác nhận được chính xác, mức độ chính xác khi mà chúng ta giải trí. Đó là không biết là cái súng nó nằm ở phía góc 3 giờ, góc 7 giờ hay là góc 6 giờ của mình. Mình đang lúc nào cũng mặc định mình là hướng 12 giờ, 1 giờ cả. Đó, đó là những cái mà sự khác biệt khi mà chúng ta có hệ thống xem phim. Thì mình nghĩ là cũng rất là nhiều bạn cũng như các bạn đã có những hệ thống xem phim ở nhà rồi, nhưng mà chúng ta chưa biết khai thác hết hệ thống giải trí của nó, để chúng ta tận dụng hết. Thì đây cũng là một cái mà Vũ chia sẻ để những bạn đang có mà chúng ta muốn trải nghiệm nó độc, nó lạ, nó trải nghiệm nó mới mẻ hơn, thì chúng ta phải trải nghiệm thử một cái dòng game như thế này. Đấy. Ok, rồi, ok, thì thật ra Vũ đã chia sẻ mọi người một cái cách để chúng ta chơi game, thật ra cũng rất là đơn giản. Thì những các bạn nào đang xem video này mà chúng ta không biết cách kết nối thì các bạn hãy để lại comment bên dưới, hoặc các bạn hãy gọi điện, thì bên tất cả bên anh em thì Vũ sẽ chia sẻ hết cho các bạn và cách kết nối, cách đấu như nào và chọn game nhau để có thể hỗ trợ. Thì bây giờ sẵn tiện cái video này thì mình chia sẻ các bạn một số cái lưu ý về những cái game mà chúng ta muốn khai thác được cái hỗ trợ cái âm thanh. Thật ra không phải là game nào cũng hỗ trợ các bạn ha. Để chúng ta trải nghiệm game đây. Đây mình sẽ ví dụ cho các bạn đây. Mình ra cái ánh sáng xíu nha. Ok. Rồi ở đây có ánh sáng đây. Thì các bạn thấy ở trên đây không? Trên game nó luôn luôn có phụ đề, nó luôn luôn, xin lỗi, nó luôn luôn có những cái icon để hỗ trợ các bạn ha. Ví dụ cái nào nè, nó có cái tay cầm, cái nào hỗ trợ VR. Đây là những cái âm thanh Dolby Audio. Các bạn thấy không? Các bạn thấy rõ nha. Đây, đây là âm thanh Dolby Audio nè, các bạn thấy chưa? Đó, thì nó sẽ hỗ trợ nè, DTS Digital Surround nè. Đó, thì nó sẽ tất cả giờ game họ làm đầy đủ rồi các bạn, để nó đồng bộ được cái hệ thống thiết bị âm thanh. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đây, còn đây là những cái game như thế này thì nó sẽ hỗ trợ gì? Là cần phải có kiến nè, cần có phải tay súng nè, rồi này nọ nè. Đó, nhưng mà nó có hỗ trợ hay không thì chúng ta sẽ dựa vào cái những định dạng các bạn ha. Có một số game nó sẽ không nè, ở đây nè. Nó sẽ hỗ trợ ghi những định dạng ở đây nè. Nếu nó không hỗ trợ chúng ta phải nên lưu ý kỹ, thì game sẽ âm thanh nó sẽ không có ra. Đấy. Các bạn thấy chưa? Chúng ta phải nhìn cái phụ lục sau, nhớ dưới đây nè. Đấy, những cái game thế này nó cũng sẽ có hỗ trợ nè, Dolby nè, đó. Rất là đầy đủ nè, cái bài nè mình test cho các bạn. Game này mình mua đĩa đăng quyền chứ mình cũng không có chơi những bản hack. Đấy. Đó các bạn ha, chúng ta sẽ nhìn vào đây nha, những cái game nào có hỗ trợ đó thì chúng ta chỉ cần kết nối vào thôi là các bạn có thể trải nghiệm đúng âm thanh. Bây giờ mình thử một cái game. Hiện tại mình sẽ không đeo kiến nha mọi người ha. Ở đây ví dụ chúng ta chơi súng như thế này nè, thì nó có sẽ những cái tay cầm thế này. Đó, chúng ta đeo VR đâu, để mình đeo thử cho mọi người xem ha. Đấy. Đây, đeo thử cho mọi người xem. Đấy. Nói chung là một bộ vàng âm thanh xem phim mà chúng ta có thể khai thác thì nó rất là nhiều đồ chơi các bạn. Đấy, nó chơi này thật ra những cái người mà ở phía sau mà bắn chúng ta thì chúng ta ở đây là 360, nôm na là khi mà chúng ta đeo kính này vào là chúng ta là không gian của chúng ta rồi. Đó, ai bắn phía sau chúng ta sẽ biết, hoặc là những cái bước chân chạy phía sau. Đấy, chúng ta đều biết hết cả. Đấy. Rồi, thôi mình tạm thời mình cắt cái này đi đi. Thì bây giờ mình sẽ rút ra. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem. Đấy. Mình sẽ vô cái này mình đang kết nối nè các bạn. Rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Ở đây các bạn đang môi trường á. Hiện tại á, là âm thanh đang hiện chữ là Dolby Surround. Thì các bạn đứng ở phía xa bạn có thể quay bạn cameraman lùi về sau. Ở đây mình sẽ có những con loa phong như thế này. Đó, đây là những cái loa phong vệ tinh của mình. Và trên đây là những cái loa Dolby Surround nữa. Đó các bạn thấy không? Surround back. Đó.
thì nó sẽ hỗ trợ luôn các bạn ha. Nó hỗ trợ luôn cả được 7 chấm lận. Đó, thì ở đây là phong, thì bình thường chúng ta đang phía trước thì ở đây các bạn nghe là bây giờ khi mà mình đứng một bước chân như thế này nè, mình sẽ bắn thử cho các bạn nghe. Thấy chưa? Cái ông này ông đứng phía sau mình nè. Mình nãy mình chỉnh cái độ cần cho bị ngược rồi. Đó, các bạn thấy là ông này ông đang đứng phía trước mình đúng không? Thì cái giọng nhân vật này khi mà ông sẽ nói thì ông sẽ nói ở chiếc loa center này, đúng chưa? Bây giờ mình sẽ cho các bạn trải nghiệm được thấy là cái âm thanh này chúng ta sẽ khai thác là mình sẽ bắn ông này và mình sẽ quay ngược lại. Các bạn sẽ thấy hai cái loa surround sẽ nghe giọng ở từ phía sau. Đây, mình bắn đi, mình quay nè. Đó, các bạn thấy chưa? Mình chỉ cần quay đến phía sau thôi thì cái nhân vật nó sẽ phát âm cái giọng ông này, thì nói chung là nó sẽ định hướng được cái vị trí của nhân vật của mình. Đó, nhưng mà mình đã phân tích cho mọi người đó. Thì mình nghĩ là cái này sẽ rất là hay khi mà những ai mà những khách hàng chúng ta đang có hệ thống dàn phim này muốn cho con chơi hoặc là lâu lâu thư giãn, có một trải nghiệm nó lạ, thì cái này cũng là một cái để mọi người có thể giải trí trong một phòng giải trí đa năng, xem phim, karaoke, nghe nhạc hay là rất là nhiều tiện ích khác. Đấy. Ok, thì cái video này chính là một video ngắn mà Vũ chia sẻ với mọi người, những ai mà các bạn đang có thiết bị âm thanh như thế này thì chúng ta nên khai thác hết và chúng ta sẽ trải nghiệm được nhiều cái mức độ chơi ở trong game đó, chúng ta sẽ cảm nhận nó chân thật hơn. Ok, chắc video này mình chỉ dừng vậy thôi, tại vì chủ yếu là mình test cho các bạn để phân tích được các bạn hiểu cái hiệu ứng âm thanh, để cho các bạn hiểu hơn về những bộ âm thanh này và kết nối những cái thiết bị mà ngoại vi như vậy cũng là một cách chơi. Ok, nếu các bạn thấy chia sẻ này mà hợp lý và chúng ta thấy hay thì đừng quên bấm đăng ký và like cho Vũ. Và video sau Vũ sẽ chia sẻ nhiều cái cách để chúng ta khai thác hết một cái thiết bị âm thanh trong nhà của mình. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.